Cũng trong chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp đồng chí Dương Xuân Lôi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chào mừng đoàn đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Phó Tổng Thư ký Dương Xuân Lôi dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh ý nghĩa khi chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Trung Quốc kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai đảng, hai nước đang trên đà phát triển tích cực, thực chất. Đồng chí Thứ trưởng cũng nêu rõ, tại hội nghị cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an hai nước, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong triển khai hợp tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trong giai đoạn mới. Tại buổi tiếp, hai bên cũng thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban Chính pháp Trung ương và các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc, quán triệt triển khai có hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, nội dung bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đã ký, tăng cường trao đổi thông tin tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp triển khai các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng, tội phạm đánh bạc xuyên biên giới, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cán bộ, nhất là lĩnh vực ứng phó sự cố an ninh mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng, phòng chống tội phạm mạng, hỗ trợ, viện trợ trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.